Thưa quý vị và các bạn, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc thù là việc làm ở nhiều địa phương quan tâm. Ở Ninh Thuận, vấn đề này được thực hiện từ rất sớm. Nhờ vậy, đã nâng cao giá trị sản phẩm, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người sản xuất. Ninh Thuận là một trong những tỉnh khô hạn nhất cả nước. Thế nhưng trong khó khăn đó lại được bù đắp bằng một số giống cây trồng riêng và trở thành đặc sản, tạo nên thương hiệu cho Ninh Thuận. Sản lượng nho tươi hàng năm ổn định từ 60.000 đến 65.000 tấn của Ninh Thuận, có thể dùng cho chế biến rượu nho, chế biến nho khô. Riêng các sản phẩm khác như là mía, nem, bông hạt, thịt gia súc, bò, dê, cừu, gia cầm có sản lượng lớn, quy mô diện tích sẽ tiếp tục được mở rộng cùng với việc đầu tư hệ thống thủy lợi, đáp ứng được nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Việc đầu tư chế biến các sản phẩm từ nho, cây nem, các nông sản khác và thịt gia súc gia cầm đang là lĩnh vực tỉnh khuyến khích kêu gọi đầu tư. Cái đầu tư trở lại để mà phát triển cho cái công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng như là phát triển cái hệ thống thương mại cho cái vùng sâu, miền núi, vân vân thì cũng còn đang gặp khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì vận dụng các cái chính sách, ví dụ như về cái hoạt động xúc tiến thương mại hoặc là cái chính sách khuyến công, để mà tạo điều kiện cho cái công nghiệp nông thôn nó phát triển thì chúng tôi cũng đã có những cái chỉ đạo tập trung vào một số cái địa điểm mà gần như là cũng có tính chất là thí điểm để tạo điều kiện giúp đỡ và mình tạo ra cái mô hình mà dẫn dắt thôi, chứ còn mà rộng rãi thì cũng chưa có thể là phát triển được. Đến nay, một số sản phẩm của Ninh Thuận đã được cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ như chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nho Ninh Thuận, nhãn hiệu tập thể táo Ninh Thuận, tỏi Phan Giang, rau an toàn Văn Hải, măng khô Bắc Ái. Nhờ đó, bước đầu các sản phẩm trên đã được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, nhất là nho, táo xanh và tỏi đã trở thành những mặt hàng truyền thống của địa phương. Tuy nhiên, thực tế phải nhìn nhận rằng việc phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, các sản phẩm này còn nhiều lúng túng và chưa hiệu quả. Một tỉnh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên việc thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp bà con nông dân gặp nhiều vất vả. Trước kia thì bà con ở đây sản xuất theo cái kiểu gia đình, tức là họ sẽ đem sản phẩm đi tự đi tiêu thụ, và nhất là cái ngành nghề là cái chủ yếu là ngành gia dụng, chứ không phải như cái theo cơ chế bây giờ đó, thì các sản phẩm của chúng ta là cái sản phẩm bị nghẽ, và đặc biệt nhất là sản phẩm cho cái ngành du lịch. Thế thì theo cơ chế, theo cái nghề, khi mà cái công nghệ truyền thông ra đời đó, thì cái ngành gốm của làng nghề Bến Bà Rút được vươn xa hơn, nhất là qua cái Facebook và các cái kênh truyền hình, và đặc biệt nhất là cái kênh truyền thông của nhà nước. Thì song song với cái vấn đề về truyền thông đó, thì nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều, nhất là vấn đề về quảng cáo ở các kênh truyền hình như các cái chương trình du lịch, xúc tiến thương mại, thì nhà nước cũng tạo điều kiện quan tâm. Trong tương lai thì theo tôi nghĩ cái trái nho của Ninh Thuận đi xa hơn và mở rộng thêm thị trường, thì chúng ta sẽ có hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái thứ nhất là về vấn đề về mặt cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các nhà khoa học cần phải có những cái sự chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Các nhà khoa học thì cần phải có những cái sự nhạy bén về khoa học kỹ thuật để mà đưa ra cho bà con áp dụng. Về mặt bà con nông dân thì nên thay đổi một nhất là về cái tư duy. Bà con mình nên lưu ý, nên trăn trở một tí về cái nhu cầu cũng như là những cái cần thiết để mà người tiêu dùng có thể dùng cái sản phẩm của mình. Cái nhãn hiệu đó thì của nhà nước nó ra thôi, nhưng mà mấy năm rồi hồi đó có năm đó nó cũng ai nó cũng khuyến khích, nhà nước cũng khuyến khích là ai mà trồng cây tỏi thì ủng hộ một sào vậy là mấy triệu đó, nhưng mà sau này là cũng không có được, cũng không thành công, ta thu mua vô cái nó cũng không có đủ, dân người ta cũng bắt mãn dần, là nói thì có mà làm thì không. Có thể nói thương hiệu nông sản đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần đẩy mạnh sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho cả nông dân và doanh nghiệp. Do vậy, cần tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu trên cơ sở phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng miền. Cần rà soát, bổ sung quy hoạch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, dựa trên lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực.
Ngoài ra, cần tăng cường đầu tư cho công tác điều tra, nghiên cứu, dự báo thị trường, tổ chức hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để các doanh nghiệp có cơ hội tham gia giới thiệu, quảng bá các hàng hóa chủ lực của địa phương. Và bên cạnh đó, cũng cần sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan trung ương trong việc phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa.